Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Mở đầu chương trình điểm tin hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Truyền thông Thành Võ xin điểm lại các công trình phần việc hôm nay. Hôm nay, nhà thầu đã gắn bảng họ tên, chức danh, nhiệm vụ tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đầu tiên là phòng giám đốc và tiếp khách, kế đến là phòng thầy Võ Duy Tuyến, y sĩ y học cổ truyền, phòng thầy Nguyễn Thanh Quý, y sĩ y học cổ truyền, phòng của thầy Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông phòng khám, phòng La Thị Tú Mai, y sĩ y học cổ truyền, phòng thầy Nguyễn Tấn Thanh, tư vấn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới, phòng thầy Nguyễn Thị Hạnh, hội viên Hội Đông y tỉnh Trà Vinh, phụ trách kho gạo, thảo dược, nước kềm, hỗ trợ tư vấn cách dùng thảo dược cũng như nấu cháo nano, phòng đắp thuốc nam, phòng nghỉ dưỡng, phòng sấy, bào chế thảo mộc, phòng bảo vệ và hệ thống 7 nhà toilet. Hôm nay, nhà thầu thi công cũng đã hoàn thành công trình nơi thờ Đức Chúa Giêsu, Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, rất trang trọng, thể hiện quyền lực của bề trên hướng đường dẫn lối cho phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, đồng thời ban hồng ân cho tất cả mọi người khi đến nơi này và cầu nguyện. Sau đó, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy lập bảng vàng ghi tên trân trọng tri ân đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hết lòng hết sức giúp đỡ cho phòng khám trong thời điểm khó khăn nhất. Cụ thể, các gia đình bác Ngô Văn Thuận, gia đình bác Ân, gia đình cô Mai Phương, gia đình bác Trần Minh Giang, gia đình cô Mai Hương, gia đình cô Linh, gia đình cô Lan, gia đình cô Dương Mai, gia đình cô Nhung Nguyễn, gia đình cô Lan Di, Ngô Giani, gia đình cô Đòn, gia đình cô Linda, gia đình bác An, gia đình cô Xuân Đặng, gia đình cô Vang, gia đình cô Kim Anh, gia đình cô Trần Thị Chim, gia đình cô Trương Quế Phương, gia đình bác Trương Thanh Tân, gia đình cô Phạm Thanh Nga, gia đình bác Tùng Ga. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy luôn ghi nhận và biết ơn các cá nhân đã nhiệt tình giúp đỡ để phục dựng lại phòng khám thêm khang trang, để bệnh nhân và người nuôi bệnh được hưởng thụ và được hỗ trợ điều trị ung thư trong điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, tạo tâm lý thoải mái, yên tịnh, hòa nhập tình yêu thương Chúa. Đã cơ bản hoàn thành, đây cũng là thuận theo ý Chúa, ý Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý mạnh thường quân nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng với các ban ngành, chính quyền địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ. Tấm chân tình đó không sao diễn tả nổi bằng những lời văn, lời nói trước một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của phòng khám vào thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc, mà hôm nay được khang trang như vậy thật vui mừng khôn xiết. Và đặc biệt, công trình phục dựng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy ngay vào thời điểm bước sang năm mới với nhiều niềm vui nhân đôi, vừa đón Tết vừa mừng phòng khám hoạt động trở lại trên công trình khang trang sạch đẹp, thật là niềm vui sướng dở hòa của biết bao con người chứng kiến. Xin nhận một lời tri ân và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Như vậy, công trình phục dựng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy trở lại hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư, các bệnh nhân vẫn tiếp tục đến phòng khám để được diện chẩn. Vào thời điểm này, nhiều bệnh nhân cảm thấy trong người khỏe lại, đã xin các thầy đến bệnh viện Tây Y để kiểm tra các chỉ số ung thư. Nhiều bệnh nhân đã bày tỏ thái độ mừng rỡ vì kết quả kiểm tra rất tuyệt vời, với kết quả âm tính khá đông. Tuy nhiên, các thầy vẫn tư vấn khá tỉ mỉ
để cho những bệnh nhân thật sự hồi phục hoàn toàn, chứ không nóng vội mà lỡ việc lớn. Còn những bệnh nhân sức khỏe chưa đảm bảo nhưng họ vẫn vui lây, đồng thời một lần nữa nhắc nhở họ hãy cố gắng giữ gìn phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, để không khéo sự nhẫn nại đợi chờ trở nên vô nghĩa rồi phải làm lại từ đầu. Dạ, em là Đinh Thị Thu Sương, hiện là em đang ở Đồng Nai. Em lên đây chữa bệnh là theo phác đồ của cha Tường, là hôm nay là em chữa được 29 ngày rồi. Em mã số là 1116. Thưa chị, vậy thì trong thời gian trị bệnh ở đây á, là chị cho biết là cái phác đồ của thầy đưa ra là chị chấp hành như thế nào? Thực sự cái phác đồ của cha khi bắt đầu em nghe thì em cũng rất là ngạc nhiên, vì toàn thế giới này không có cái phác đồ mà nó như cha, mà khi nghe mình giật mình. Nhưng khi đến được thầy tư vấn cặn kẽ, em thấy rất là tuyệt vời. Cho nên nếu mà tất cả mọi người mà được biết mà nghe tới cái phác đồ của cha này thì không cần đi tới bệnh cũng tự mà ăn theo phác đồ của cha để mà giữ gìn sức khỏe, cho nên rất là tuyệt vời. Chị cho biết là cái bệnh của chị hồi ở Tây Y là cái bác sĩ chẩn đoán ra sao và cách điều trị của chị như thế nào? Khi em thực sự là em không biết em bệnh đâu, mà khi đi lên thì bác sĩ siêu âm xong là nói em là bị ung thư. Em cũng không tin, đến khi sinh thiết là em là bị bệnh tuyến giáp di căn qua hạch, thì bác mới nói là lúc đó là người em nó không nghĩ là mình bệnh. Đi hỏi xong rồi bác mới nói rằng là chị bị ung thư rồi đó. Thì bác sĩ mới nói bây giờ chị phải nhập viện, xong rồi mổ, xong rồi hóa xạ trị. Thực sự là cơ thể em nó rất là yếu, nên mà khi nghe một cái là em không còn tinh thần nữa. Em chỉ cầu nguyện Chúa ngày đêm mong sao cho em được là thuốc Tây hay thuốc Bắc hay thuốc Nam gì em uống cũng được. Thì trong thời gian khoảng chừng cỡ vài tuần thôi thì em được Chúa chấp nhận là có một người chị đã chữa bệnh cho chồng chị giới thiệu cho em là xuống đây để điều trị theo phác đồ của cha. Thì khi em nghe qua thì em nói đây là cũng là cái ý định Chúa ban cho em, cho nên em rất là mừng. Thì khi xuống thì cha tư vấn nói em là em chấp nhận em chữa luôn. Cho nên em ở đây em sẽ điều trị theo phác đồ của cha. Thì thực sự ra theo phác đồ của cha là cái vấn đề của cha là ăn gạo lứt và nước kiềm là chủ yếu chính. Nhưng mà mình thì mình đầu tiên lên thì mình không có ăn được vì cơ thể của mình ăn rất là ít. Nhưng mà đến ngày hôm nay là mình ăn rất là được 3,5 lít. Rồi đồng thời là mình ăn rau củ quả nè, trái cây nè, hít thở không khí nè. Cho nên là hôm nay mình rất là chuẩn. Thì nói thật sự nó cũng dễ ăn, mà ăn đồ chay thì rất là nhiều đồ chay, mà để mà ăn nấm ăn còn ngon hơn là đồ ăn mặn nữa. Cho nên mình thấy rất là dễ dàng, không có cái gì gọi là để mà khó, mà khi mà ăn phác đồ của cha mà gọi là ăn chay, cho nên rất là dễ ăn. Rồi trái cây, rồi các thứ đồ ăn chay rất là dễ ăn. Cho nên là mình nghĩ nếu mà sau này mà mình cảm nhận mà sau này mà chữa bệnh hết về mình sẽ ăn chay hết đời luôn cũng được nữa. Vì ăn chay rất là tuyệt vời, rất là nhẹ người, mà sẽ giữ gìn sức khỏe mình về sau lại càng tốt hơn. Rồi mình về mình sẽ kêu gọi gia đình mình rồi mình ăn chay theo phác đồ của cha. Cho nên rất là tuyệt vời. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương
Trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho Không và các thầy vượt qua những khó khăn thách thức. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi đồng ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của Cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào!